cũng về thừa với mẹ cha, để mình lấy ta, để ta lấy mình lại với ta, đẹp duyên đôi lứa, đẹp đôi vợ chồng. Hôm nay cô dâu chú rể chúng ta sanh bước bên nhau, tay trong tay, vai kể vai sanh bước bên nhau, thật là một cuộc sống hòa bình, một gia đình hạnh phúc, phải không quý vị? Vâng, hôm nay cô dâu đẹp đôi, thật là vui xóm, vui làng, vui anh vui chị, rõ ràng đẹp đôi. Vâng, chúng ta cùng chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc vui ngày hôm nay. Bên này bên kia quý vị có nhiều câu thơ nói như thế này: nữ em là ánh bình minh, anh là nắng chân chân bầu trời, nữ em là đóa hoa tươi, nếu em là đóa hoa tươi, anh là bướm chất đời yêu hoa. Và nếu em là bản tình ca, hồn anh nghệ sĩ dung hòa vì yêu. Nếu em là lửa mới ghen, thì anh sẽ là gió thổi bung lửa hồng. Vâng, tình yêu như lửa mới ghen, như trăng mới nhố, như đèn mới kêu. Tình yêu của đôi bạn trẻ hôm nay chúng ta sẽ chúc cho cô dâu chú rể mãi mãi vĩnh cửu. Vâng, hôm nay một lần nữa xin mời quý vị chúng ta dành cho cặp đôi riêng hôm nay một tràng pháo tay một lần nữa thật to đi ạ. Vâng, xin cảm ơn những tình cảm của quý vị và những tràng pháo tay thật là to và nồng nhiệt của tôi. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, người ta thường nói rằng cha mẹ dạy con thì cũng có đôi điều dặn dò, dặn sớm chiều. Hôm nay cha mẹ cũng có đôi điều xin thưa. Vâng, Việt Nam của chúng ta có câu rất là tuyệt vời như thế này: con người thì có tổ người, con người có tổ nhân, người có tổ xong có cội, xong có nguồn, người có tổ đó là xong có nguồn mới có tiếng cả sông sâu, người có tổ mới có tông, phải không quý vị? Vâng, là hôm nay cô dâu chú rể của chúng ta đứng trên đây với niềm vui và niềm hạnh phúc nhất của mình. Vâng, là hôm nay xin mời quý vị chúng ta cùng với gia đình để cùng với cô dâu chú rể ra mắt quý vị hôm nay. Vâng, là xin mời quý vị chúng ta cùng dành những tình cảm, những thương mến yêu của mình để dành cho hai bên gia đình. Vâng, là xin tôn trọng kính mời đại diện hai bên gia đình. Vâng, đại diện cho gia đình nhà gái của chúng tôi đó là cô dâu Sư Miền, đó là thân chân phụ mẫu, xin mời ông Rừng Mạc Nhiên và bà Siêu Kiên sinh sống tại làng Ga, xã Gia Vòng, huyện Trương Long, tỉnh Gia Lai, là thân chân phụ mẫu của cô dâu Sư Miền đây. Xin trân trọng kính mời chúng ta hãy lên sân khấu nhé. Vâng, cùng với gia đình nhà trai của chúng tôi xin được trân trọng và kính mời ông Siêu Kiên và bà Rừng Mạc Thêm sinh sống tại làng Ga, xã Gia Bảo, huyện Trịnh Đông, tỉnh Gia Lai, là thân sinh phụ mẫu của chú rể Rừng Mạc. Hôm nay xin trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta cùng tiến lên lâu đài hạnh phúc, cũng như để ra mắt quý vị hôm nay có những tình cảm, có những lời phát biểu tới quý vị đã có mặt hôm nay. Xin trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta hãy tiến lên ạ. Hôm nay tôi có tôi gặp phụng và sơn nọ và cho mẹ ma đã cây để bị ma đã có bơi ơi bằng nhiên ở dạng siêu kiên lần đến là mẹ ma cỡ đã có bơi lần đến là chắc yêu nó biết cỡ sơn nọ đã có cây lần đến là ơi siêu thiên là đơn là dạ rồi ma hà phép ở đây chẳng đi là phần hấp này chẳng bốc phần biết cỡ bình ơi dạ bình mệt va bình mệt nông bình dòng rơi bình ta mỏ kêu rời mung bình ta mỏ chắc yêu có nhiều mà tại dạ rời mung lại mặn ngậm ra bao nhiêu, vâng thế này bao nhiêu mò, tốt còn hiện nay bị ta bị nắp, bị ta chẳng nhấp bị không bao nhiêu mùng được này. Tôi lại không biết rất mà rất một ra, tôi lại không ma rất mà tại nhà sĩ phong rất đa chữ lô mà đến nhà sĩ phong bởi vì lô có lại không ma nên tôi lại bộ thứ gì đó tôi lại không biết giờ tôi lại khóc lên một chim lên nhà bà như một hôm nay nhà không thì tọ cả hôm nay nhà tầm mươi thì mặn cả cây thế nên chỉ thấy nhà gần bạn thủ nhục loa tôi lại nhầm ác và gắt sang nọ nhiều người ta mỏ hết phong ở đây này nên người ta ước nguy là biết sang nọ như người ta không ngăn tâm để có thương các phương vang sang nọ như thế này. Vâng, hai bên gia đình của chúng tôi đã liên lời. Vâng, kính thưa quan viên hậu, kính thưa quý vị khách quý vị đã chứng kiến hai bên gia đình của chúng tôi đã có mặt hôm nay. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị đã có ít chút thời gian của mình đã không còn ngại điều xa xa xôi để về đây cùng chung vui, cùng chúc phúc cho đôi trẻ hôm nay. Vâng, bên gia đình không có gì hơn xin cảm ơn toàn thể quý vị đã có mặt hôm nay. Với sự có mặt của quý vị đó là một niềm vui và niềm hạnh phúc, niềm quý báu nhất cho gia đình của chúng tôi. Và xin cảm ơn quý
quý vị một lần nữa. Vâng, sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy lắng lại một chút xíu, xin mời quý vị chúng ta cùng hướng lên sân khấu tình yêu hôm nay để chúng ta cùng với hai bên gia đình cô nhi cô dâu chú rể để ra mắt cùng quý vị hôm nay. Vâng, hôm nay thật là ngày vui và ngày phúc nhất của cô dâu chú rể. Hôm nay sẽ đăng quang cho ngày cưới của cô dâu siêu hiền và chú rể được mắt sức hôm nay. Vâng, giờ đây sẽ có để quý vị và chờ đợi lâu hơn nữa. Vâng, hôm nay là ngày đành thắng tốt, là ngày 12 tháng 1 năm 2020 nhằm vào ngày 18 tháng 12 năm Kỷ Hợi, là ngày tuyệt vời nhất để ra mắt tới toàn thể quý vị ngày vui đến thành hôn của đất nước trẻ hôm nay. Vâng, là ngày sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng hô và chúng ta cùng bắt đầu chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể hôm nay. Vâng, là ngay giờ đây ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ cô dâu siêu hiền và chú rể được mang sức xin chính thức bắt đầu. Vâng, xin cảm ơn những pháo hoa rất là lung linh và rất là đẹp hôm nay đến từ nhà hàng tiệc cưới miền Tây của chúng tôi. Vâng, sau đây xin mời chúng ta hãy lắng nghe những tình cảm, những lời cảm ơn chân thành đến từ gia đình nhà gái của chúng tôi xin gửi tới quý vị quan khách ngày hôm nay. Xin chân thành kính mời gia đình nhà gái của chúng tôi có được phát biểu này. ฮาเลโลยะนะที่ว่า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 ฮา
ខ្ញុំបែរណយត់តាទៅហ៊ុនកុំនេះវិញផងចាំមនទេទេយកទេមិនមែនមនីអានោះអានោះទៅទៅអបកានផងព្រះអបតែផែកណៃហើយជិះទៅទៅពញាពញាមក្លាក់មកព្រះកោពីតាំងពីតាមកពះរៃមុងលឿទៅទៅគ្រក់យ៉ាហើយពីតាមកសានោកញោមរៃណៃយាកតលៃកាត់ក៏ដាក់បាក់យោពីតាចឹងអបិតាទួយមកក៏ហាក់ចាប់យោពីតាបបកតាហើយណៃ Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu chân tình và rất là ý nghĩa đến từ gia đình hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, người nhà thơ Tố Hữu có nói rằng sống ở đời có gì hơn thế. Người với người xong để yêu nhau. Vâng, hôm nay vì tình yêu của đứa con trẻ, hôm nay hai gia đình đã thất tập lại mối tình thông xa của nhau. Vâng, và ngay sau đây xin mời cô dâu chú để chúng ta cùng nhận lấy hai ly rượu để dâng cho cha mẹ của mình, ly rượu hiếu, rượu tình. Vâng, thay cho những lời cảm ơn, thay cho những tâm lòng để cho bào hiếu những công lao dưỡng dục sinh thành cha mẹ của mình, để cho cô dâu chú rể nên vợ nên chồng như ngày hôm nay, chúng ta không thể quên, chúng ta không thể bỏ qua được những tấm lòng quý báu của những con cái xin gửi dành cho cha mẹ của mình. Xin trân trọng kính mời. Vâng, thưa nhiều quý vị, Việt Nam của chúng ta luôn luôn có một câu nói một ngày: con trai như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn thải ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây chảy lòng lòng không khổ kính con cha. Vâng, tiền cha nghĩa mẹ ơn sâu như là biển đông. Vâng, cô dâu chủ thể chúng ta nhưng mà đi rượu này sẽ đón nhận được những tình cảm vui như gia đình và sẽ đón nhận được những hoàng tử và công chúa sẽ là con gái. Vâng, mẹ đây 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 là con gái. Vâng, m
Anh tốt nha, anh nghe pha có nhạc lẽ cái gì nói em pha nhạc lẽ cái gì rất là hôm nay ngày vui mừng giờ thứ này rất là biết thưa quý vị chúng ta không thể bỏ qua những tình cảm rất là vui mừng hôm nay đề nghị quý vị chúng ta đừng lên nên quay tạo quay tạt này tình cảm của mình trên làn nhạc em à vài nữa là nhân vật nhất như này rất là chúng ta đang hát đi 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 cho mẹ của mình dành cho con cái của mình. Đứng xa coi chủ
một tấm hình nào. Quay đằng trước đéo. Vâng, xin cảm ơn đại diện hai bên chương trình nhà cùng với cơ sở chủ đề hôm nay. Vâng, còn ai nữa không ạ? Nếu không thì nếu hết rồi chúng tôi xin mời cô dâu chú rể chúng ta cùng xuống nhé. Đó thì chúng ta biết tạo rồi, biết tạo đi đây. Biết mo tức là bạn là, có đoàn tụ chúng ta cùng là.